Tại cái hổ xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay các bạn hãy cùng mình đi ăn ở một cái quán này chuyên bán steak. Cái quán này khá là nổi tiếng ở Hồng Kông. Tên là Bear the U. Không biết đọc là gì. Nó nằm ở Sờn Sỏi. Đã được mở kể từ năm 1947 đó nha các bạn. Người ta cũng thiết kế theo một cái kiểu như là phương Tây, mà nó có một chút gì đó nó cổ điển. Ở Hồng Kông, đa phần các quán Tây người ta đều phục vụ cái món súp boss này. Đây là một cái súp mà có màu đỏ. Nguồn gốc xuất xứ của cái món súp đỏ này là từ nước Nga và nước Ukraine. Người ta nói là sau Thế chiến thứ 2 thì các quán Tây ở Hồng Kông đa số đều là quán Nga. Vì thế mà từ đó đến nay, các quán Tây ở Hồng Kông luôn có thói quen phục vụ cái món súp đỏ này. Các bạn ơi, tụi mình 4 người sẽ ăn một cái steak rib eye nè. Rồi một cái giò heo nướng mà kiểu Đức nè. Cà ri gà, nước cốt dừa. Sau đó là thêm một cái dĩa spaghetti mà thịt bò bằm. 4 chén súp tôm hầm. Cái súp này người ta nói là có một cái lớp da gì đó phía trên đó, mình cũng không biết nữa. Đó, như vậy thôi đó các bạn. Nó cười quá, hồi nãy là bạn mình hỏi là có mua thêm cái bánh bao được không, cái bánh mì được không. Cái anh này anh nói là không có mua thêm bánh được, nhưng mà anh đãi tụi mình ăn thêm 2 cái bánh. Nè, cái súp của mình nè các bạn, đây là cái súp tôm hùm, có cái lớp bánh mì ở phía trên nè. Rồi. Trời ơi, nó thơm kinh khủng luôn mấy bạn ơi. Người ta có Instagram với lại Facebook luôn nè các bạn. Nếu mà ở Việt Nam mà mình muốn qua đây ăn thử, mình có thể lên mạng để mình tham khảo thử nha. Với lại xem cái địa chỉ của người ta luôn. Cái con này cay cà lê. Khổ hoang à. À, mấy đây cái steak rib eye đã ra rồi đây các bạn. Rib eye đó có nghĩa là một cái miếng thịt bò mà nó có cái hoa văn mà hình cái con mắt ở giữa đó các bạn. Rồi đây là cái giò heo nướng kiểu Đức.
唔係咁，佢個落蝦椒。當然你又係唔好攞啊！呢個係咩咧？蒜蓉汁。啊，蒜蓉汁。嘅 steak 嚟嘅，是 anchovy sốt tỏi 嚟嘅餅。còn cái giò heo này thì anchovy sốt tiêu đen。哇，好 juicy 啊！嗯，好多啊，呢個啲手法，係啊，我都仲要。好脆脆個皮。係啊，哇！哇，正啊！你食啦。嚇，仲要影埋我食啊？係啊，再一嘛，因為你吸引啲啊嘛。我驚我一直爆紅啊！我驚我，係啊！我就係唔想咁高調，國際線啊嘛！我個人太高調唔好嘛！國際線俄羅斯啊，得啦！即刻佢車太高調，咩車？多謝。冇經就會帶啲人嚟 like 咯。見到我國嘅市民，嗯，咁咩喎？國家會呢嚿係咩嚟啊？呢嚿骨輪骨啦！我輪骨正喎。識玩喎，咁就骨輪，我都係嗰啲肥。表演俾我睇啦！我唔表演，骨膠炎啊！表演咯，喂！係啊，表演啦，骨嚟咬咯你。都係喎，咩啊？俄羅斯人係攞住食嘅喎。俄羅斯。但點解叫佢係 Russia？ 好多毛啊！哦。喵喵，咩都係即係俄羅斯人啦。喵係聽到咩啊？毛係毛係喵啊！咁你係咩咧？毛係我係貓啊！你是印度，你是 Indian， 是，有冇再講多次啊？毛是毛是貓，毛啊？毛是毛是貓，貓是貓，是喵，是喵，是貓，是喵，貓是喵，貓是喵，毛是貓，係啊！我真係好中意越南話，好難捉摸，好難捉摸啊！我覺得 OK 喎，我覺得。你覺得 OK 啊？我 OK 啊。咁你話 OK， 咁咪好食啦。好食啊！因為佢本身佢醃料。係啦。Thank you 啊 ，Joe 幫我哋切曬啲嘢。佢一陣會切埋個碟㗎。切爛又要咯。咁呢度咧？切穿個碟。呢個。佢幫你切埋啊！呢個點切啊？分咗四份都冇喎。要計啊！啊！哇！好正啊！咩啊？仲係好紅咩？佢要眼啊！咪啲眼乜鬼都要眼啲啊！斜噶，接接加我咩名啊？謝謝。等緊你個碼。我問咗你先執喎。要啊！我幫佢嚼到聽朝都冇嚼㗎。Thank you。真心喎，快啲。正啊！值唔值九蚊？試下啦，問啱頭啲咩名咯？問啱頭啲咩？係可以平少少，但係都好食嘅。起碼唔會失望先啦。有牛肉、牛肉、豬肉啊嘛，所釣的。唔好食咗。嗯，硬骨碌。流嘅，硬嘅。文文啊，嘅網嚟咗搖彎啊！嗱，下面位聽嗰條氣啊，其他男嗰啲講行啲梅嘛，啲梅嘛梅啊，冬林啲梅土林啊，咩名？一去行行都好開涼香，佢嚟淋我，你又邊嘢？你爆麥路嘅有嘢啊？係喎，牛肉好重喎。嗯，啱啊。O K 啊，我想試下。O K 啊，呢個。好得。切係好難啊！可能我切咁文唔啱啩。好啦。做咩？切曬佢。翻單嚟咁。係啊，好大個碟，同埋嗰個肉好細粒咯，好快帶嚟喎。係咪要啲汁啊？唔係啊，連菜喺側邊。誒，係咪仲要啲汁咧？兩條咁就真係三嚿啦。我執嗰度咩三千啊？喺側邊，喺側邊，係。哇！黐線啊！一定係咁樣，係咁樣。識玩喎，係咁樣咯。咁我都做快單嚟喎。我買呢間啊，小白。你問問晏頭邊係爆嘅咩？小白嗰個啦，小白超級識。係啊，有個小白鎖。有，即係同我講翻，好耐之前，十一年。鎖啊，換咗係鎖底。一年啊，一年。後屘轉咗手。係多，原來你叻都係 game。
標準咯。硬頭煙餅啊！總之佢我同你食低價錢嚟講，如果你唔係話，如果一層七九萬，十咗啊，咁樣又一層幾蚊咁樣。嗯。Cái mì thịt bò bằm ra rồi nè các bạn ơi. Nhìn nhìn nó không có được đẹp mắt cho lắm nha các bạn, nhưng mà có lẽ là nó ngon miệng. Hồ ha. Wow, nhiều quá chưa. Okay. 这个看不是很靓，但好像会很吃，但今天整体来说这些都很吃，那个牛肉的牛味都 OK， 很吃的，好吃水的，好吃的，真的yeah, rất là bình thường, không có rẻ mà cũng không có mắc, đồ ăn thì rất là ngon. 685 đô vòng là khoảng 2.055.000 tiền Việt Nam. Video hôm nay của Bình Bình đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thích video này, đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho Bình Bình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Hãy chia cho Kim. Bye bye.